Thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018, 08:00 AM, GMT cộng 7, theo tờ India, Zion đã trở thành một ngôi sao, thông qua kênh YouTube có tên Zion Tôi Jeff Cedar với việc cậu bé chơi thử đồ chơi và đánh giá chúng. Kênh Zion Tôi Jeff Cedar có 10 triệu người theo dõi, đạt doanh thu quảng cáo khoảng 1 triệu USD tháng. Nguồn: The Science Daily. Tính đến năm 2017, Zion đã trở thành người dùng YouTube nổi tiếng được trả tiền nhiều thứ 8 với hơn 15 triệu người đăng ký. 6 kênh YouTube của Zion khiến trẻ em bị mê hoặc và thường thu hút hơn 1 tỷ lượt xem mỗi tháng. Tờ The Verge cho biết, bố mẹ của Zion, người đã quay và đẩy video thường xuyên lên kênh YouTube của cậu con trai kể từ khi kênh này được lập hồi tháng 3.2015. Trang Zion Tôi Jeff Cedar cứ phát triển từ đó cho đến khi một video hồi tháng 7.2015 trở nên nổi tiếng trên mạng. Cụ thể, video này giới thiệu việc Zion mở và nhận xét hộp đồ chơi Zion Surprise chứa hơn 100 thứ đồ chơi từ bộ phim Cars của Pixar. Hiện tại, video này có gần 800 triệu lượt xem. Thỏa thuận với Walmart của cậu bé Zion đã được thương lượng bởi công ty truyền thông Park Eder-X của trẻ em thay mặt cho Zion. Theo Reuters, hồi tháng trước, Park Eder-X đã đàm phán để cấp phép giao dịch cho một số ít các ngôi sao làm video trực tuyến để mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua đồ chơi, quần áo và các sản phẩm gia đình. Các sản phẩm của Zion Edward được thiết kế cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và là những mẫu đầu tiên được đưa ra thị trường. Theo đó, các mặt hàng bao gồm áo phông với 4 mẫu thiết kế gồm những thứ mà cậu bé Zion yêu thích như bánh pizza. Tờ The Science Daily cho rằng, Zion chắc chắn là một doanh nhân thông minh khi thị trường đồ chơi của Mỹ không được đáp ứng kể từ khi một nhà bán lẻ đồ chơi lớn là Toys R Us với 885 cửa hàng đã phải đóng cửa vì phá sản. Tách, Zion Tôi Jeff Cedar, đồ chơi trẻ em, hoa mơ.